Dạ, Jim xin kính chào quý các bạn đến với là hành trình vượt cùng Jim. Hôm nay Jim đang có mặt tại khu vực ở tỉnh Tây Ninh quý vị. Lúc này là quý vị đang nhìn về khu vực ở cái đền thờ Quan Lớn Trà Vông quý vị. Thì đền thờ Quan Lớn Trà Vông này thuộc địa phận là tỉnh lộ 785 quý vị. Thuộc ấp Tân Trung, xã Tân Bình của thành phố Tây Ninh. Thì chỗ này thì hôm nay thì Jim sẽ đi qua khu vực ở một cái địa danh, một cái điểm tham quan rất nổi tiếng tại Tây Ninh, đó là cái khu Ma Thiên Lãnh quý vị. Khu Ma Thiên Lãnh này là cái khu có cảnh sắc rất là đẹp, cảnh trí thiên nhiên rất là tuyệt vời. Nên hôm nay Jim sẽ đi vào khu Ma Thiên Lãnh. Ở đây quý vị thì từ chỗ đền thờ Quan Lớn Trà Vông Jim đi vào. Cái hướng này là đang nhìn về khu vực ở thành phố Tây Ninh quý vị. Chỗ này cái ngã ba này cách Tây Ninh khoảng 12 km, hướng đi về khu vực ở Đồng Ban quý vị. Đồng Ban là đường hướng đi lên khu vực ở giáp cái nước bạn Campuchia đấy quý vị. Từ ngã ba này Jim sẽ đi vào đây, nhìn thấy cái núi Bà Đen nè quý vị. Đó, khu vực này người ta trồng rất là nhiều những cái cây mãng cầu hay là gọi cây na. Bên trái là có cái khu trồng cao su, đây đang tưới cho những cái cây mãng cầu nữa vị. Những vườn mãng cầu rất là bạc ngàn tại khu vực này luôn. Thì khu vực này thuộc địa phận thành phố Tây Ninh quý vị. Chỗ này Jim đi vào. Vòng quanh khu này thì có cái cảnh quan thiên nhiên rất là đẹp, nên là Jim hôm nay Jim đi dạo một vòng vì đây cái núi nè. Một cái đây là sườn thấp thấp của cái núi Bà Đen. Đây cái đỉnh trên kia là có cái đỉnh tháp đài truyền hình trên kia vậy. Đây. Thì từ ngã ba cái chỗ Quan Lớn Trà Vông đi vào là vì sẽ đi thấy tới cái ngã ba này có cái mè to nè. Đây có một ngã ba nữa, thì ngã ba này là rẽ phải là quý vị sẽ đi về khu vực ở cái ngã tư mà đi chỗ khu du lịch núi Bà Đen quý vị. Đi về hướng núi Bà Đen rẽ phải, cái này Jim sẽ đi thẳng để vào khu Ma Thiên Lãnh. Đây nè, hướng đi Ma Thiên Lãnh 700 m. Ở đây thưa quý vị thì ở Tây Ninh có cái Quan Lớn Trà Vông là gắn liền với họ Huỳnh quý vị, ba anh em nhà họ Huỳnh ở Tây Ninh. Quý vị có dịp lên Tây Ninh thì ta có thể viếng đền của ba vị này, giống như là các vị tiền hiền á, Huỳnh Công Huynh, Huỳnh Công Trảng và Huỳnh Công Nghệ. Thì đây là ba anh em họ Huỳnh. Nếu quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin về ba anh em họ Huỳnh tại khu vực ở tỉnh Tây Ninh. Ở đây quý vị thì đi tiếp, Jim sẽ đi vào khu vực ở phía trong của khu lịch Ma Thiên Lãnh. Dạ, hôm nay là Jim đi ngày mùng 2 Tết Mậu Tuất nên là đi không biết là đông hay không. Thông thường cái khu này buổi chiều ngày thứ bảy và chủ nhật quý vị, cũng ngày cuối tuần đó, rất là đông. Hôm nay là Jim đi chưa biết là đông hay không nữa. Khu này có cái cảnh quan thiên nhiên rất là đẹp cho nên là Jim sẽ đi dạo một vòng. Chụp ảnh Việt Nam mình có nhiều cảnh đẹp lắm quý vị, nên là có dịp Jim sẽ đi từng tỉnh một chia sẻ với quý vị xem. Khu vực này đặc trưng người ta trồng chuối quý vị, trồng mãng cầu. Trên đây có cái đặc sản là địa phương quý vị, trái cây địa phương đó là cái chuối núi và mãng cầu. À, mùa này đang là mùa xuân, hoa mai nở rất là nhiều. Đi tiếp này lên dốc này. Cảm giác đi mấy cái đường rừng này vì nó có cảm giác mát lạnh của cái khí thiên nhiên các vị. Đây có những cây sa cừ.
Dạ, Tây Ninh có cái địa điểm là núi Bà Đen và Cầu Hát Tây Ninh là hai cái địa điểm mà rất là nổi tiếng về du lịch của Tây Ninh, cộng với lại cái công trình hồ chứa nước nổi tiếng quý vị. Đây là ba điểm có thể nổi bật trên cái bản đồ du lịch của tỉnh Tây Ninh quý vị. Dạ, đây quý vị đi xung quanh núi rất là đẹp. Địa hình núi non Việt Nam mình rất là đặc, nói chung là rất là đa dạng, đồng bằng đồi núi đến biển đảo rất là đẹp. Này thì trong tương lai không biết có đầu tư khu du lịch nào lớn hay không, hiện giờ thì nói chung là cũng còn tương đối hoang sơ quý vị, cảnh rất là đẹp. Này tới về khu vực giữ xe. Dạ rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã cùng tìm tham quan cái đường vào khu du lịch Ba Thiên Lãnh. Cảm ơn quý vị rất nhiều.